Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Vạn Thịnh Phát, ba lý do vì sao Tô Lâm sẽ không dám làm tới nơi tới chốn. Vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB của bà Trương Mỹ Lan là chủ sở hữu, cho đến nay là vụ án được đánh giá là nghiêm trọng nhất về vi phạm các quy định hoạt động của doanh nghiệp cũng như ngân hàng, với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ hàng trăm tỷ, đặc biệt với số cá nhân và doanh nghiệp bị hại lên đến hơn 42.000 người trên cả nước. Một phép so sánh dễ thấy, đó là số tiền 304.000 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt nếu quy ra vàng 24K tương đương với 17 tấn. Để so sánh với dự trữ vàng của Việt Nam Cộng Hòa ngày cuối cùng, chỉ có 16 tấn mà Nguyễn Văn Thiệu bị mang tiếng tẩu tán ra nước ngoài vào tháng 4 năm 1975. Vụ Vạn Thịnh Phát, đại gia Nguyễn Cao Chí cũng chiếm đoạt tới 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan như thế nào? Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm liên quan đã gây ra nhiều hệ lụy rất lớn, khó có thể khắc phục. Những vi phạm kể trên của bà Trương Mỹ Lan khó có thể thực hiện được nếu không có sự tiếp tay của các quan chức nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng và việc kiểm tra, kiểm soát. Thậm chí họ còn tiếp tay trong việc bưng bít các sai phạm dẫn đến không ngăn chặn được hành vi phạm tội của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhưng giới quan sát cho rằng Bộ Công an của Bộ trưởng Tô Lâm chắc chắn sẽ không làm tới nơi tới chốn, xử lý nghiêm minh theo pháp luật để mà thu hồi tài sản thất thoát của nhà nước và nhân dân. Nạn nhân của vụ lừa đảo Vạn Thịnh Phát của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB chưa chắc đã nhận được gì. Không chỉ là một nhân vật có tên trong vụ án Vạn Thịnh Phát, đó là đại gia Nguyễn Cao Chí, người chiếm đoạt tới 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Nhiều người còn nghi ngờ rằng còn nhiều đại gia khác đã mạnh tay chi tiền, như việc làm chủ bữa tiệc thịt bò rát vàng đầy tai tiếng của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong chuyến công du Anh Quốc vào ngày 4 tháng 11 năm 2021. Những người này vẫn chưa lộ diện. Trong một clip lan tỏa trên mạng xã hội thời điểm đó đã cho thấy ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ngoạm một miếng thịt bò bít tết rát vàng siêu đắt ngay tại nhà hàng được đích danh đầu bếp nổi tiếng Quaker dùng kiếm đưa tận mồm. Hình ảnh ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 18 tháng 11 năm 2023 với tiêu đề Vụ Vạn Thịnh Phát, đại gia Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan như thế nào thì cho biết như sau. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, đại gia Nguyễn Cao Chí là chủ tập đoàn của Capella đã chỉ đạo xóa bỏ quyền sở hữu của bà tại công ty Văn Lan để chiếm đoạt số tiền 40 triệu đô la tương đương 1.000 tỷ đồng. Trong vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, đại gia Nguyễn Cao Chí là người duy nhất bị cáo buộc phạm tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Hành vi của ông Chí không phải là đồng phạm với nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan thâu tóm tham ô, chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB, và ông Nguyễn Cao Chí đã khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền tương đương 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, cuối năm 2022 và đầu năm 2023 có đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Cao Chí bị bắt cóc, nhưng sau đó là tin khẳng định ông Chí bị cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Tổng cục 2 bí mật mời đi thẩm vấn mà không báo cho gia đình ông này. Việc Tổng cục 2 tình báo Bộ Quốc phòng mời ông Chí đi thẩm vấn không ai biết, nhưng chắc chắn việc cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng sẽ làm rõ mối quan hệ giữa đại gia Nguyễn Cao Chí và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong bữa tiệc thịt bò rát vàng, và có thể là những đại gia khác nữa. Đó là có vấn đề chạy án hay không, hoặc ông Tô Lâm có vai trò tác động hay bảo kê cho hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan, chắc chắn đã có câu trả lời. Hơn nữa, theo tin hành lang cho biết, Lê Đức Thọ, một cựu lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước, đã từng đặt câu hỏi với Bộ Chính trị và Tổng Bí thư khi so sánh cho rằng tài sản của cá nhân ông Thọ không bằng một góc tài sản của Chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Minh Hưng, là con trai ông Lê Minh Hương, Bộ trưởng Bộ Công an trước đây. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo giới thạo tin được biết, ông Lê Minh Hưng có thời gian công tác tại Tổng cục Tình báo Bộ Công an, tức là Tổng cục 5, được cử biệt phái sang vụ quan hệ quốc tế Ngân hàng Nhà nước,
sau đó Lê Minh Hưng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hiện là Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Có tin cho rằng ông Hưng được quy hoạch vào Bộ Chính trị khóa 14 sẽ nắm chức Thường trực Ban Bí thư hoặc Bộ trưởng Bộ Công an sau đại hội lần thứ 14. Cũng phải xin nhắc lại rằng trước Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã bị tố có tổng tài sản gồm tiền trong ngân hàng và cổ phiếu lên tới 4.000 tỷ đồng. Song Lê Đức Thọ nói ông ta không giàu bằng người tiền nhiệm là Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank giai đoạn 2014-2018, hiện là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Không biết rồi đây những vị đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn tháng 4 năm 2016 đến tháng 11 năm 2020 mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là ông Lê Minh Hưng sẽ trả lời như thế nào và chịu trách nhiệm gì trước những hậu quả khủng khiếp do các quan chức ngân hàng nhà nước gây ra như hôm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản bình luận trực tiếp vụ Vạn Thịnh Phát, ba lý do vì sao Tô Lâm sẽ không dám làm tới nơi, tới chốn. Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng liên quan gì đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan? Chuyện bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB với vai trò là trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần bỏ qua sai phạm của ngân hàng này để nhận quà cảm ơn theo như thông tin đã được công bố. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 18 tháng 11 đưa tin với tiêu đề vụ Vạn Thịnh Phát, cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu đô la. Bản tin cho hay vào ngày 17 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố đối với 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Vụ án Vạn Thịnh Phát, cựu Cục trưởng Cục Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị cáo buộc nhận hối lộ tới 5,2 triệu đô la, tiền được đựng trong những thùng xốp rất lớn. Đáng chú ý liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát của Ngân hàng SCB, cựu Cục trưởng Cục Ngân hàng Nhà nước là bà Đỗ Thị Nhàn đã bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn lên đến hơn 5,2 triệu đô la thông qua lãnh đạo SCB là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh Văn Thành và Tổng giám đốc Võ Tuấn Hoàng A Văn để bưng bít các sai phạm của ngân hàng SCB. Sau khi nhận tiền hối lộ, cựu cục trưởng đã bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước để chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB. Từ đó các cơ quan chức năng không kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, kết luận điều tra cho hay. Giới quan sát nhận xét bà Trương Thị Lan thông qua ngân hàng SCB đã chiếm đoạt số tiền lên tới 304.000 tỷ. Cộng số lãi là 129.000 tỷ, tổng cộng là 433.000 tỷ. Số tiền này bằng tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh trong một năm. Cụ thể, tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021 là 381.000 tỷ, năm 2022 là 471.000 tỷ. Như vậy, thiệt hại từ vụ án Vạn Thịnh Phát đã lớn hơn tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021 và gần bằng 2022. Cựu đại biểu Quốc hội, Phó Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Trong bài viết Thầy Lưu Bình Nhưỡng bị bắt và tỷ lệ công lý đăng trên trang web của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 11, luật sư nhà báo Lê Quốc Quân có tiết lộ một thông tin đáng chú ý liên quan đến Lưu Bình Nhưỡng và Trương Mỹ Lan cho biết như sau. Chúng ta có thể chắc chắn rằng việc bắt giữ thầy Lưu Bình Nhưỡng với cáo buộc về tội cưỡng đoạt tài sản chỉ là bước đầu tiên. Trước mắt còn cả một chặng đường dài và có thể trong thời gian tới thầy Nhưỡng sẽ bị khởi tố về một tội danh khác liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát nếu như đảng muốn đi tiếp. Một câu hỏi đặt ra là việc Bộ Công an bắt khẩn cấp với cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện Quốc hội trước ngày công bố bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát có gì liên quan hay không? Có phải Bộ Công an đã chuẩn bị sẵn để tiếp tục cho khởi tố thêm tội danh đối với ông Lưu Bình Nhưỡng liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát như tiết lộ của nhà báo Lê Quốc Quân hay không? Có lẽ còn quá sớm để đưa ra các đánh giá về vụ việc này. Nhưng chắc chắn một điều, cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện Quốc hội, chắc hẳn cũng có liên quan đến không ít các vụ án kinh tế ở tầm mức đại án. Vừa với con viết của ông và các quan hệ của ông, thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mức độ đến đầu
thì cần phải đánh giá thêm trong thời gian tới. Bởi trình độ, năng lực của một tiến sĩ luật cũng như tên tuổi và tiếng tăm của cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Nếu ông Nhưỡng tham gia trong vai trò là luật sư tham vấn hay bảo vệ cho các thân chủ là điều mong muốn của nhiều cá nhân cũng như các doanh nghiệp. Chỉ nhìn vào căn nhà không có người ở, chỉ dùng là nơi thờ cúng gia tiên của ông Nhưỡng ở quê tại thôn Hà Lý, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cũng có thể thấy ông Nhưỡng cũng là một người giàu có. Tỷ phú Trương Mỹ Lan, trái và cháu ruột Trương Huệ Vân bị công an bắt vào hôm 8 tháng 10 năm 2022. Vụ án mà ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố bắt khẩn cấp vào ngày 14 tháng 11 vừa qua chỉ là một vụ án cấp xã. Đó là vụ án Phạm Minh Cường can tội cưỡng đoạt tài sản. Nhà chức trách cáo buộc Cường và đồng phạm đã cưỡng đoạt tiền của một số doanh nghiệp khai thác cát từ năm 2020 đến năm 2022. Nhóm của Cường đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Bình nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đầu tư của tỉnh. Thì trong những ngày tới liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, xem ra số phận của cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng rất khó lường. Có lẽ vụ án của cựu đại biểu Phó Ban Dân nguyện Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng không chỉ đơn thuần chỉ mang màu sắc chính trị mà cũng có thể mang yếu tố hình sự. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .de với bản tin cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng liên quan gì đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.